chào tất cả mọi người. À, mình là Phước Sửu. À, còn đây là Hana. À, hai nhân viên tụi mình là chuyên về tư vấn những dòng sản phẩm của Nova. Dạ. Yeah. Và hôm nay là Phước Sửu và Hana đang có mặt tại gallery nhà mẫu của Nova Phan Thiết, phải không Hana? Chính xác. Mình đang đứng ở ngay chỗ gallery và phía trước mình là một bãi biển rất là đẹp, rất là xanh. Thì hôm nay cùng với anh Phước Sửu sẽ đưa khán giả của kênh đi một vòng xem cái Nova World Phan Thiết có những gì đặc biệt ha? Rồi mình sẽ review tất cả những cái tiến độ nè, rồi giá bán nè, và những cái phân khu của Nova Phan Thiết. Yeah. Để cho mọi người nắm rõ. Đây là một cái cơ hội đầu tư rất rất là tốt trong thời điểm này. Yeah. Thì nói sơ qua về Phan Thiết thì nhiều người họ nghĩ đây là một cái thành phố du lịch và những cái nơi gọi là check-in rất là đẹp, nhưng mà họ không nghĩ đến đây là một cái cơ hội đầu tư rất tốt, có những cái biệt thự gọi là sang trọng, phải không Hana? Đúng. Thì rồi, Hana cho mọi người biết cái cách di chuyển từ Sài Gòn tới đây khoảng bao xa? Nếu như mà mình đi hiện tại chưa có cao tốc thì mình mất tầm khoảng tầm 4 tiếng để di chuyển từ Sài Gòn đến thành phố biển Phan Thiết, là tại vị trí Nova World. Phan Thiết hiện tại thì hai anh em mình đang đứng. Còn khi mà cao tốc đã hình thành thì thời gian di chuyển từ thành phố đến vị trí dự án chỉ có mất 2 tiếng đồng hồ thôi. Anh chỉ có 2 tiếng rất đồng hồ là nhanh. Quá tuyệt vời. Phong như Hana đang di chuyển ngày hôm qua từ Sài Gòn ra đây thì tầm khoảng hơn 4 tiếng là mình có mặt tại Phan Thiết rồi. Dạ đúng rồi anh. Với một cái không khí thời tiết rất là mát mẻ, phải không? Mình được tận hưởng tất cả những cái hương vị của biển. Dạ. Và hôm nay thì Phước Sửu. Đó là đường bộ nha anh. Còn nếu như mà cái khi mà sân bay của Phan Thiết được hoàn thành á, thì mình sẽ di chuyển từ thành phố ở đây chỉ mất khoảng 30 phút thôi. Dạ. Trước mặt Phước Sửu và Hana là một cái phân khu Bikini Beach. Với sức chứa hơn 10.000 khán giả. Yeah. Và đợt vừa rồi ngày 30 tháng 4 vừa rồi là có tổ chức một cái chương trình Bikini Beach. Yes. Thì Hana có nghe về cái sự kiện mà Nova đã tổ chức ở đây chưa? Dạ em có nghe và thực sự rất là nhiều các bạn trẻ rất là háo hức đến Nova World Phan Thiết để check in cũng như chụp hình. Và rất nhiều cái sự kiện đã diễn ra tại cái Bikini Beach này. Quá tuyệt vời. Nói đến Nova Phan Thiết là một cái cụm tiện ích gọi là muôn màu và đa loại hình dịch vụ. Thì ngoài cái đây là một cái công viên Bikini Beach mà Phước Sửu và Hana đang đứng, tổng diện tích là đến khoảng 16 hecta. Wow, lớn quá tuyệt vời. Và một cái phân khu nữa là 1,5 hecta đó là Cycleland. Cycleland đó là chính là vòng quay mặt trời đó. Mặt trời đúng không? Dạ, yeah, một vòng quay mặt trời rất là lớn. Giống như Phước Sửu đang bay Leica và trên đó thì mọi người thấy được một cái vòng quay rất là lớn và mình có thể lên đó mình nắm toàn thành phố Phan Thiết và tất cả những cái biệt thự và biển của Nova thì sẽ thể hiện hết đó lên luôn. Em nghĩ tưởng nó giống như là cái khu Wonderland của thế giới, một cái công viên mà đầy màu sắc đúng không? Đúng. Yeah. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Yeah. Một cái công viên đa màu sắc và một cụm 25 hecta công viên chủ đề đó. Yeah, 25 chủ đề. Anh có thể mô tả hơn là cái 25 hecta đó thì nó có gồm những cái chủ đề như thế nào không anh? Đúng rồi, 25 hecta này là không phải là những cái tiện ích đi đâu xa mà tiện ích dành cho gia đình. Yeah. Nói về gia đình thì nói về đến những đứa con, những trẻ em. Yeah. Thì ở đây có rất là nhiều chủ đề về cho trẻ em. Yeah. Đa màu sắc luôn đó. Đa màu sắc, những cái công viên nước và những cái trò chơi gọi là cảm giác mạnh. Những cái đài phun nước, rồi những cái trò chơi gọi là vận động trí tuệ. Yeah. Tất cả mọi thứ nằm trong công viên chủ đề kế bên công viên Bikini Beach. Dạ vâng anh. Dạ. Chỉ cần quý anh chị đưa gia đình tới đây. Yeah. Quý anh chị được tận hưởng tất cả những tiện ích tại Novaland. Dạ vâng. Ở đây thì Hana có bao giờ là nghĩ đến vấn đề là mình sẽ chơi golf, hoặc là Hana có dịp là tiếp xúc những cái golfer tại nơi nào chưa? Em thì em có dịp tiếp xúc với golfer rồi. Dạ. Cũng tương lai cũng sẽ tập đánh golf. Dạ. Có thể là một cái cơ hội để mình trải nghiệm hơn một cái cuộc sống đẳng cấp hơn đó anh. Trời ơi. Như không? Vậy là nên chọn Nova World Phan Thiết này. Có hai cái gọi là cái sân golf rất là lớn. Với một cái sân golf là 18 lỗ chứ đúng không? Mới sân golf 18 mà. Yeah. Hố phải không? Yeah. Là một cái sân golf là bán chuyên nghiệp. Thì ở cái sân golf này á thì Hana có thể là có sở hữu những cái căn biệt thự
Thì cái nếu như mà biệt thự mà 18 lỗ cho khách, nếu như khách hàng mà muốn đầu tư ở cái khu vực này thì không biết là giá tầm bao nhiêu anh? À rồi, mà một cái vấn đề mà Hana hỏi thì mình trả lời luôn. Những cái biệt thự ở đây thì gọi là biệt thự song lập. Dạ vâng. Với diện tích là 8-20, 10-20. Dạ. Và cái mức giá hiện tại, cái giá hiện tại đang rơi vào tầm khoảng từ 16 đến 22 tỷ. Cũng tùy theo các diện tích khác nhau, và ở đây cái diện tích khác nhau và có những cái căn gốc và căn thường. Dạ. Và những cái căn là view những cái sân gốc. Dạ vâng. Hoặc là những cái căn gọi là view nhìn ra garden, là sân vườn. Dạ vâng, vậy là cái các cái biệt thự mà đầu tư tại cái khu vực sân gốc này thì tiện cho những golfer mà kiểu như là lười di chuyển đúng không anh? Nghĩa là sau khi đánh golf xong thì người ta muốn nghỉ ngơi ở trong nhà, hoặc là nó rất là gần đúng không anh? Dạ. Quá tuyệt vời đi. Ngoài ra là có một cái sân golf là 18 lỗ nữa. Dạ. Đã đưa vào hoạt động rồi, và cái sân golf này á là chuẩn quốc tế luôn. Dạ vâng. Thường thường những sẽ tổ chức những cái chương trình thi đấu luôn á. Em có nghe nói là PGA golf đúng không anh? PGA là một cái chuẩn PGA về golfer, để cho những cái golfer của những thế giới để tập trung và để tổ chức những cái chương trình thi đấu tại đây. Dạ, nghĩa là cái sân 18 lỗ chuyên nghiệp này có nghĩa là những cái người mà chơi golf thực sự chuyên nghiệp phải đủ tiêu chuẩn rồi thì mới chơi cái sân lớn như vậy đúng không anh? Chính xác đó Hana. Yeah. Rất là nhiều tiện ích, và có một cái phân khu là The Kingdom ngay gần đó anh. Đúng rồi, trong cụm mà phân khu gần Florida là có một cái phân khu The Kingdom. Dạ vâng. Có khoảng 5 khách sạn từ 3 đến 5 sao. Dạ. Những khách sạn này thì gọi là những cái thương hiệu được vận hành bởi những cái thương hiệu lớn của thế giới. Dạ vâng. Những cái thương hiệu này sẽ vận hành những khách sạn đây, và những cái khách sạn này sẽ là đón những cái du khách quốc tế về đây. Anh cho em hỏi là nếu như mà đầu tư tại cái phân khu The Kingdom đúng không? Central đây, em thấy nó là ở giữa của cái khu cái dự án mình là gọi là trái tim của Novaland Phan Thiết. Cái giá mà đầu tư tại một cái khu mà ôm trọn rất là nhiều tiện ích như vậy, và phía sau đó là sân golf á, thì giá thì tầm bao nhiêu anh? Với diện tích ở đây tầm khoảng 8-20, 10-20, và có những cái dinh thự nữa. Thì gọi là sẽ thiết kế theo hình thức là bậc thang giật tầng, và tất cả những cái căn nhìn trọn vào một cái công viên chủ đề là 25 hecta. Thì giá tầm bao nhiêu anh? Giá thì ở đây rơi vào tầm khoảng từ là 22 đến 25 tỷ một căn. Dạ vâng. Quá tuyệt vời phải không? Và ở đây là có một những cái dãy shop house đa màu sắc mang phong cách địa Trung Hải nơi Hana. Cái shop này nếu vậy thì không biết là kinh doanh các mặt hàng đồ ăn, thức uống hay là thời trang như thế nào? Ở đây thì chỉ là những cái dãy shop nằm trong cái khu là Waikiki này á, thì chỉ là kinh doanh những loại hình thức ăn, thức uống và những cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Dạ vâng. Sẽ là tụ họp tại đây và tha hồ mình là tận hưởng những cái món ăn mang đa màu sắc. Là em nghe nói là cái dãy shop, khu vực shop này kinh doanh là 24/24 luôn. Mở cửa 24/24. Và là một cái thành phố không ngủ, Novaland, thành phố Nova World, thành phố không ngủ tại Phan Thiết. Dạ, vậy là các bạn trẻ đến đây check in hoặc là nói chung là ăn chơi hoặc là ba bắp gì đó là có thể là cả ngày luôn hả anh? Đúng rồi, ngoài ra nó có một cái trung tâm hội nghị tổ chức, chuyên tổ chức được cái show rất là lớn đó Hana. Những cái show trình diễn thời trang nè, những cái chương trình bikini nè, rồi những cái giải về những thiết kế thời trang, hoặc là những mang cái nhãn hiệu, thương hiệu toàn thế giới sẽ được tổ chức ở đây, và sức chứa ở đây là 10.000 người. Wow. Quá tuyệt vời phong Hana. Sau này mình không cần đi đi Thái Lan hoặc đi đâu để xem những bikini. Bikini đến thẳng Nova World Phan Thiết là sẽ đầy đủ hết đúng không? Chính xác. Ngoài bãi biển tổ chức những cái bikini trình diễn ngoài bãi biển, và bên trong thì có một cái sức chứa 10.000 chỗ ngồi. Dạ vâng. Ủa anh có tổ chức hoa hậu không anh? Em hỏi. Có, tất nhiên rồi. Những cái điều đó là ai cũng đang mong chờ. Dạ. Những cái tổ chức là Miss World. Yes. Tại Việt Nam, và những cái Miss World cho những tất cả các nước trên thế giới nữa luôn. Dạ vâng anh. Đón chào những người đẹp và đến với Nova World Phan Thiết. Dạ. Thế ngoài cái hai cái phân khu anh, hai phân khu anh vừa giới thiệu, thì còn bên dự án mình còn những cái phân khu nào nữa anh? Nếu mà dự án Nova Phan Thiết thì bên mình còn
Còn những cái dự án mà những cái phân khu mà khi mình sẽ giới thiệu những cái phân khu mà sẽ bàn giao nhà trong năm 2023. À dạ vâng. Rồi, mình sẽ nhìn trên bản đồ thì mình sẽ phân tích trên cho mọi người thấy là thứ nhất là Florida 1 sẽ và Florida 2 là những cái nhà phố shop house và biệt thự sẽ bàn giao trong năm 2023. Và ngoài ra thì còn có festival là những nhà phố shop house mang một cái gọi là những cái tổ chức những cái nơi mua bán và những cái vùng đặc sản vùng miền. Gọi là tất cả vùng miền là nó nằm trên một cái khu shop house của festival luôn. Đúng không anh? Đúng rồi, nơi cửa ngõ mà đón đầu của cái dự án từ đường cao tốc và từ thành phố Phan Thiết đi tới. À rồi, thế thì cho em hỏi xíu là cái không biết là cái khung diện tích và cái giá bán của Florida 1 cũng như Florida 2 thì nếu mà đầu tư thì em biết là sắp giao nhà rồi đúng không? Thì đúng tầm rồi. Giá bao nhiêu anh? Sắp giao nhà 2023 thì bây giờ đối với diện tích nhà phố 6x20 dạ vâng. Là giá rơi vào tầm khoảng 7-8 tỷ. Dạ vâng anh. Mức giá rất hợp lý ha. Rất hợp lý. Ngoài ra còn có những cái căn biệt thự đơn lập song lập và đơn lập. Dạ. Nếu nói về đơn lập thì 8x20. Dạ vâng. 8x20 thì 8x20 10x20 thì mức giá rơi vào tầm khoảng 17-19 tỷ. Cái đó là diện tích nó lớn hơn. Lớn hơn. Dạ. Ngoài ra là có những cái căn dinh thự. Dạ. Không biết là em không biết là xung quanh cái Florida 1 đó thì có các tiện ích gì cho quý khách có thể là người ta sau này thì sẽ được enjoy những cái gì ở trong cái khu đó anh? Ồ, quá tuyệt vời. Cái câu hỏi của Hana rất là hay. Ngoài những cái cụm tiện ích gọi là vô vàn, những cái tiện ích một bước chân 1000 tiện ích tại của Nova nữa thì dạ. Bây giờ là khoảng một khu á, tại những cái phân khu nhỏ sẽ chia ra Florida thì chia thành nhiều phân khu nhỏ và mỗi phân khu có một cái clubhouse, có hồ bơi, sân tennis, phòng tập gym cho những cho cái căn cư dân của cái những cái căn second home đó luôn. Dạ vâng. Ủa thế là nguyên Florida là bao nhiêu phân khu anh? Nguyên Florida thì có khoảng 4 phân khu. Dạ. Và kế cận Florida thì có một cái khách sạn rất là lớn là khách sạn Movenpick sắp đưa vào hoạt động. Thì đón những cái những cái người mà tới trải nghiệm check-in và chưa phải là cư dân của Nova. À nghĩa là ngoài các cư dân ở biệt thự thì ví dụ như là mình có thể book khách sạn để mình trải nghiệm, tham quan trải nghiệm toàn rồi. Bộ khu vực. Dạ, vâng. Quá tuyệt vời. Thì bây giờ Phước Sửu sẽ cùng với Hana phân tích về cái phân khu tiếp theo là festival. Yeah. Shop house thì nó rơi vào tầm khoảng với những cái shop house thì tầm khoảng là 6x20. Dạ vâng. 6x20 thì giá rơi vào tầm khoảng là 18 mà 17-18 tỷ một căn. Dạ vâng. Và có một cái khu và villa. Villa, cái villa đấy villa thì tích như thế nào anh? Ocean Ocean Villa đúng không anh? Ocean Villa Lakeview. Em nhớ là có cái hồ đúng không? Đúng cái rồi, có một cái hồ rất là lớn kế dạ. Bên phân khu là festival. Dạ, cái hồ đấy thì không biết là giá như thế nào anh? Với biệt thự tầm khoảng 8x20, 10x20 thì mức giá nó rơi vào tầm khoảng là 22-24 tỷ. Wow, nó vừa có hồ vừa có biển. Rồi. Và cũng gần cái trục phố sắc màu của ba vùng miền luôn đúng không? Đúng rồi. Và một cái phân khu nữa Phước Sửu đang giới thiệu cho Hana và mọi người đó là phân khu BGI Garden Gods. Dạ, cái đó thì không biết là cái anh có thể cho em biết cái thông tin thêm về cái dự án. Những cái căn biệt thự là song lập và đơn lập này là view trực diện với lại hồ mà view trực diện với lại sân golf là những cái loại sản phẩm là gọi là đang nổi lên lúc bây giờ. Dạ vâng anh. Và view về những cái garden là những cái sân vườn. Dạ. Và ngoài ra là chủ đầu tư đang triển khai một cái phân khu đó là Ocean Residence. Cái Ocean Residence đó thì có một cái đặc điểm gì khác có so với cái có đặc điểm của cái phân khu đó là dạng như là nó hướng về một cái khu dân cư yên tĩnh. Dạ. Cách xa là gọi là những trung tâm vui chơi giải trí. Dạ vâng. Và cái khu đó là nó hướng theo một hình thức gọi là ở lâu dài và dự kiến có thể là sử dụng lâu dài. Nghĩa là cư dân khi mà ở the Ocean Residence là sẽ xa các cái khu công viên 25 ha cũng đúng như rồi. 16 ha rất đúng là rồi. Là ở một cái khu biệt lập yên tĩnh luôn đúng không anh? Đúng rồi, quá tuyệt vời. Đó là những cái sản phẩm mà Hana và Phước Sửu đang giới thiệu cho tất cả cả nhà để lựa chọn một cái cơ hội đầu tư tại Nova.
Phan Thiết. Cho em hỏi là cái diện tích của cái Ocean Residence á, với cái giá bán thì như thế nào anh? Nó rất là rẻ, giá nó còn đang khá mềm, nó rơi vào tầm khoảng 6 đến 7 tỷ một căn thôi. Wow, bây giờ là khu đó là giá tốt nhất trong tất cả những phân khu đang bán bây giờ đúng không? Chính xác rồi. Để có một nhiều cái thông tin hơn nữa về cái dự án Nova Phan Thiết thì alo cho Phước Sửu và Hana. Hana. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở nhiều video sau. Xin cảm ơn.